Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dung mua nhờ vaccine Trung Quốc bị nghi ngờ các nước lại quay lưng. Trung Quốc đang giáo diết phát triển vaccine phục vụ cho lợi ích thương mại và ngoại giao. Thế nhưng, chiến dịch ngoại giao vaccine này đang gặp nhiều trắc trở bởi không những Trung Quốc chậm chân trong việc chế tạo vaccine mà những câu hỏi về tính hiệu nghiệm và an toàn của loại vaccine made in China cũng được đặt ra. Từng dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vaccine COVID-19. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc đang phải đối mặt với một áp lực ngày càng tăng để chứng minh rằng các loại vaccine mà họ đang thử nghiệm là có tác dụng sau khi dữ liệu hồ sơ bộ về 3 loại vaccine cho phương Tây bảo chế cho thấy kết quả rất hứa hẹn. Đây là hình ảnh loại vaccine chống COVID-19 của hãng Pfizer của Mỹ. Vào ngày 9 tháng 11, vaccine do công ty Pfizer của Mỹ đã kết hợp với BioNTech của Đức được xác định có hiệu quả hơn 90%. Không đầy 10 ngày sau đó, vào ngày 17 tháng 11, dữ liệu ban đầu từ công ty Moderna của Mỹ cho thấy một loại vaccine mới chống lại COVID-19 của họ cũng đạt hiệu quả gần 95%. Và mới đây, công ty AstraZeneca của Anh và trường đại học Oxford cho biết vaccine tiềm năng của họ có hiệu quả từ 62% đến 90%. Gia nhập vào hàng ngũ cùng hai loại vaccine khác của phương Tây đã cung cấp dữ liệu. Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên khởi động trong cuộc đua nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Thế nhưng cho đến nay, quốc gia nơi khởi phát đại dịch COVID-19 làm đảo lộn thế giới vẫn chưa có vaccine nào chứng minh được tính hiệu quả và độ an toàn cần thiết của nó. Trung Quốc cũng bắt đầu giáo diết phát triển vaccine vào tháng 1 năm 2020, chủ yếu thông qua Sinovac và tập đoàn Sinopharm khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Đây là hình ảnh vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn Sinovac thuộc Trung Quốc. Nước này cũng khởi động các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối vào hồi tháng 7 năm 2020, gần như là cùng lúc vào các hãng bào chế vaccine của phương Tây là Pfizer và Moderna. Theo Nike Asia, 11 vaccine tiềm năng trên thế giới đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. 4 trong số đó là của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 11, chuyên gia y khoa Lancet của Anh đang một nghiên cứu về tính hiệu nghiệm của vaccine tiềm năng Sinovac dựa trên các thử nghiệm lâm sàng ban đầu. Nghiên cứu nhận thấy vaccine của công ty này tạo ra mức độ kháng thể bảo vệ thấp hơn so với lượng kháng thể có ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã hồi phục. Tính hiệu quả được xác định là vừa phải, trong khi 3 loại vaccine tiềm năng của các công ty như Pfizer, Moderna đặt trụ sở tại Mỹ được xác định có hiệu quả hơn 90%, trong khi vaccine của công ty AstraZeneca của Anh cũng có hiệu quả tổng thể là 70%. Tờ Nhật báo Phố Uân dẫn lời các chuyên gia y tế công cho biết lý do khiến cho Trung Quốc phải chờ đợi kết quả lâu hơn là vì trong khi các đối thủ phương Tây tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ và Anh Quốc, nơi COVID-19 có tác động nặng nề, thì các hãng phát triển vaccine của Trung Quốc phải ra nước ngoài để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng vì COVID-19 hầu như đã được kiểm soát ở Trung Quốc từ hàng tháng qua. Hơn nữa, các quốc gia nơi các nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm kiếm tình nguyện viên như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Brazil không chứng kiến COVID-19 lây lan nhanh như ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc không thể tiếp cận với những nơi phòng thí nghiệm lâm sàng lý tưởng như ở phương Tây trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và phương Tây. Bên cạnh đó, ông Pierre Morgan, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh tế quốc tế của San Casio Biologi, công ty đang hợp tác với quân đội Trung Quốc phát triển vaccine, cho biết các công ty như AstraZeneca và Pfizer có lợi thế hơn các công ty phát triển vaccine Trung Quốc trong việc thiết lập các thử nghiệm lâm sàng quốc tế, bởi vì họ có nhiều nhân viên giỏi, chuyên môn hơn để tiến hành thử nghiệm, cũng như các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nước ngoài. Một lý do khác cũng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về chất lượng vaccine do Trung Quốc sản xuất, đó là việc nước này đã không chờ kết quả lâm sàng ở giai đoạn cuối mà tiến hành tiêm chủng mở rộng luôn. Đây là hình ảnh một nhà phát triển triển lãm trưng bày các ứng viên vaccine COVID-19 bất hoạt từ BioNTech thuộc tập đoàn Sinopharm trong hội chợ thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2020 tại công viên Olympic Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 9 năm 2020.
Trung Quốc đã tiêm vaccine của Sinopharm cho gần 1 triệu người dân nước này mà không có bằng chứng vững chắc về tính hiệu quả của vaccine, theo một chương trình khẩn cấp làm dấy lên tranh cãi. Giáo sư Dale Fish thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã nói với trang tin CNBC rằng việc chờ phân tích thử nghiệm ở giai đoạn 3 trước khi đẩy nhanh chương trình vaccine thông qua cấp phép sử dụng khẩn cấp là điều bình thường. Giáo sư Fisher nói rằng động thái tiêm chủng hàng loạt mà chưa có dữ liệu về thử nghiệm giai đoạn 3 là không bình thường, đồng thời nói thêm rằng điều này là không thể chấp nhận được ở phương Tây. Đến nay, có ít nhất một chính phủ nước ngoài đang hoãn việc phê chuẩn vaccine của Trung Quốc vì thiếu bằng chứng lâm sàng. Penny Lukito, người đứng đầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Indonesia, đã nói với các nhà lập pháp trong một phiên họp vào cuối tháng 11 rằng cơ quan của bà sẽ chỉ hoãn việc cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine của Sinovac cho đến cuối tháng 1 năm 2021, thời điểm họ hy vọng sẽ có kết quả tạm thời từ các thử nghiệm đang diễn ra. Bà Lutico cho biết cơ quan của bà đã không thể lấy được dữ liệu lâm sàng từ Brazil. Các thử nghiệm lâm sàng của Sinovac ở Indonesia đã bắt đầu vào hồi tháng 8 năm 2020, muộn hơn so với các thử nghiệm ở Brazil, và kết quả tạm thời từ thử nghiệm ở Indonesia dự kiến sẽ được công bố vào khoảng tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã quyết định đặt mua trước hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 của 6 hãng dược, nhưng trong số này không có tên một loại vaccine nào của Trung Quốc và Nga. Đây là hình ảnh ông Stefan, phát ngôn viên về y tế công cộng, an toàn thực phẩm và giao thông của Ủy ban châu Âu. Theo giải thích của Ủy ban châu Âu, Trung Quốc không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra là phải có một đơn vị sản xuất trên lãnh thổ châu Âu. Stefan, phát ngôn viên về y tế công cộng, an toàn thực phẩm và giao thông của Ủy ban châu Âu, nhắc lại bài học khẩu trang là một ví dụ điển hình. Khi dịch bệnh bùng phát, châu Âu đã ngỡ ngàng phát hiện những vấn đề về cung ứng và cất trữ khẩu trang. Theo ông, nếu có một đơn vị sản xuất trên lãnh thổ châu Âu, việc phân phối sẽ được tiến hành nhanh hơn. Hơn nữa, bào chế vaccine chưa bao giờ là một thế mạnh của Trung Quốc, dù rằng có rất nhiều loại thuốc dành cho châu Âu được sản xuất từ quốc gia này. Đặc biệt, cũng giống như Nga, việc Trung Quốc chọn nuôi cấy loại virus AD5 để gia tăng khả năng miễn dịch khiến nhiều nhà quan sát lo ngại. Phương pháp này đã từng gặp thất bại trong việc nghiên cứu vaccine ngừa SIDA vào năm 2007. Thay vì ngăn chặn HIV, vaccine được bào chế từ AD5 còn tạo thuận lợi cho vaccine thâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Còn tại ASEAN, nơi Trung Quốc từng hy vọng dùng vaccine ngừa COVID-19 để điều hòa bất đồng với các nước Đông Nam Á, các quốc gia này cũng có những dấu hiệu hoài nghi về chất lượng vaccine của Trung Quốc. Thái Lan và Philippines là hai quốc gia mới nhất trong ASEAN tuần qua đã ký hợp đồng đặt mua vaccine do hãng dược AstraZeneca được hợp tác với Đại học Oxford của University nghiên cứu sản xuất. Theo Thủ tướng Chan Ochoa, vào ngày 27 tháng 11, Thái Lan đã ký một thỏa thuận trị giá tới 200 triệu đô la để mua 26 triệu liều vaccine của Oxford AstraZeneca. Vào hồi tháng 10, Bộ Y tế Thái Lan, công ty Siam Biotech và tập đoàn kinh doanh SKG cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với AstraZeneca, thỏa thuận cho phép Siam sản xuất vaccine tại nhà máy của mình, dự kiến vào giữa năm sau. Siam Biotech cho biết nếu có kế hoạch thuận lợi, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tự sản xuất được vaccine này. Tại Philippines vào ngày 27 tháng 11, hơn 30 công ty tư nhân đã ký một thỏa thuận mua ít nhất 2,6 triệu liều vaccine từ AstraZeneca. Đây là hình ảnh bảng so sánh một số loại vaccine do Đài tiếng nói BBC London tổng hợp dựa trên nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo các quan chức Philippines, bên cạnh 2,6 triệu liều nói trên, nước này cũng đang đàm phán mua thêm 1 triệu liều nữa. Bên cạnh đó, Philippines cũng đang tìm kiếm đặt mua 20-50 triệu liều từ công ty Sinovac của Trung Quốc và công ty Pfizer của Mỹ cùng các nguồn khác. Các quốc gia ASEAN khác cũng có những bước đi tương tự, chủ động đa dạng hóa nguồn cung cấp vaccine để không bị lệ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời triển khai hợp tác nghiên cứu để tự sản xuất vaccine. Cũng vào ngày 27 tháng 11, Malaysia đã ký thỏa thuận với hãng dược phẩm khổng lồ của Mỹ Pfizer để mua vaccine này.
Bên cạnh đó, Malaysia sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 đầu tiên vào tháng 12 là một phần trong thỏa thuận giữa chính phủ nước này với Trung Quốc. Đây sẽ là thử nghiệm giai đoạn 3 của một loại vaccine được phát triển bởi Viện Y sinh học, Học viện Y khoa Trung Quốc. Indonesia đã đặt hàng với ít nhất 4 nhà cung cấp vaccine là Sinovac Biotech của Trung Quốc, AstraZeneca của Anh, Novavax của Mỹ và COVAX, một hệ thống phân phối vaccine COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới đồng dẫn đầu. Từ tháng 4 năm 2020, công ty dược phẩm nhà nước Bio Pharma của Indonesia, nơi được coi là xưởng vaccine lớn nhất ở Đông Nam Á với công suất 2 tỷ liều mỗi năm, đã hợp tác với công ty Sinovac để phát triển vaccine COVID-19. Một khi thành công, chương trình này có thể sản xuất tới 250 triệu liều mỗi năm. Còn tại Việt Nam, ngay từ tháng 4, Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu để sản xuất vaccine và hiện có 4 đơn vị tham gia đề án. Theo dự kiến, vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 vào năm 2021. Nếu thử nghiệm thành công giai đoạn 3, sớm nhất phải nửa cuối năm 2021 thì mới có vaccine ngừa COVID-19 với Made in Việt Nam. Trong khi chờ đợi, Hà Nội cũng tìm hiểu liên hệ đặt mua vaccine của Nga, Anh và Mỹ cùng Trung Quốc. Nhưng cuối cùng thì Trung Quốc cũng không nằm trong danh sách các nguồn cung cấp vaccine cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020 với bản tin Dùng mồi nhử vaccine Trung Quốc, bị nghi ngờ các nước lại quay lưng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.